Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta cùng hiện diện để cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Như anh chị em biết, cách đây 2 ngày, trong thông báo gửi đến toàn thể cộng đồng dân Chúa và những ai quan tâm tới công cuộc dấn thân cho tự do, cho công lý, cho hòa bình, chúng tôi có nhắc tới các sự kiện xã hội gần đây với những cái tên đang nổi danh trên công luận như công ty Phạc Ma chuyên cung cấp thuốc ung thư giả cho các bệnh nhân trên đất nước này, hay thương hiệu treo đầu dê bán thịt chó Khải Siêu, mua khăn lụa Trung Quốc dán mác Việt Nam để lừa các đối tác, hay để bán cho những đại gia để tặng cho những người khách quý. Chúng tôi cung cấp cho anh chị em những thông tin đó không phải là để làm gì, thưa anh chị em, mà để cho tất cả chúng ta cùng nhau thấy rằng cơn khủng hoảng xã hội Việt Nam ngày càng lan rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa cho đến lĩnh vực giáo dục, y tế và ngay cả trong đời sống tôn giáo nói chung. Thưa anh chị em, trong số tất cả những sự kiện đã xảy ra và ngay cả những chính sách xã hội xem ra rất đúng đắn của chính quyền gần đây, như kế hoạch chống tham nhũng của chính phủ hay là chính sách tiền lương thưởng, thì chúng ta thấy rõ qua các sự kiện, nhất là những nan đề của xã hội, chúng ta thấy rõ một cái điều chung, một đặc điểm chung, đó là sự yếu kém trong quản lý nhà nước và nhất là sự bất lực trong cách thức chính quyền giải quyết các nan đề xã hội. Mấy hôm nay chúng ta nghe chuyện một vị đại biểu Quốc hội vào hàng vai vế trong dân, đứng trước cái quyết định của chính phủ là sẽ cho phá sản ngân hàng, thì vị quan chức này đã nói: gửi tiền vào ngân hàng cũng như là kinh doanh vậy, cho nên phải chấp nhận rủi ro. Đất nước chúng ta như thế đó, thưa anh chị em. Vậy chúng ta tự hỏi nguyên nhân từ đâu khiến cho xã hội ngày càng nhiễu loạn, cơ cấu tổ chức xã hội ngày càng bất lực trước những nan đề của cuộc sống. Nguyên nhân tại sao người Việt bỗng trở nên vô cảm trước tương lai của đất nước, trước tương lai của con cháu, của giống nòi. Điều gì làm cho chúng ta vô cảm? Điều gì làm cho chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào nồi cơm nhà mình và cố gắng làm cho nó đầy mà không nghĩ đến tương lai của các thế hệ con cháu chúng ta? Đâu là lý do khiến cả một cộng đồng dân cư có thể nhẫn tâm giết chết một người trộm chó, trong khi người ta lại hèn nhát trước những người tham nhũng ăn cắp của công với số tiền lên tới hàng triệu con chó? Điều bi đát, thưa anh chị em, đó là cả một cộng đồng dân cư cùng nhau đứng lên nhận trách nhiệm mình đã giết người trộm chó. Khi pháp luật can thiệp vào những sự vụ như vậy, anh chị em tinh tế để ý cái chuyện đấy, nó kinh khủng lắm đó, thưa anh chị em. Nó kinh khủng ở cái chỗ việc giết người bây giờ nó trở thành một điều được chấp nhận trong một cộng đồng và người ta thỏa hiệp với nhau. Cả một cộng đồng dân cư đứng ra nhận trách nhiệm là mình đã giết anh trộm chó. Nó nguy hiểm lắm, thưa anh chị em. Sự độc ác nó đã đến đỉnh cao bởi vì nó được chấp nhận như một sự thật. Nó được chấp nhận như là một sự thiện, không khác những người Hồi giáo
dùng bom giết người khi người ta cả một cộng đồng giết một người trộm chó. Nguyên nhân bởi đâu con người bỗng ra như thế? Nguyên nhân bởi đâu? Thưa anh chị em, có một thời, đặc biệt là thời của chúng tôi, và hình như hôm nay cũng vậy, chúng ta được dạy trong trường học hay qua các tấm bảng tuyên truyền dọc trên các con đường từ làng quê tới thành thị. Những tấm bảng ấy viết rằng tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản, hãy sẵn sàng. Cái câu nói đó nó chất chứa cả một triết lý sống mà người ta coi thế giới vật chất như mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Đến nỗi mà, thưa anh chị em, khi nền kinh tế có nguy cơ rơi vào tình cảnh điêu linh, chế độ có nguy cơ sụp đổ buộc người ta phải đổi mới, thì nhà cầm quyền đã chấp nhận đổi mới về đời sống kinh tế để thay cho nền kinh tế tập trung bằng nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn phải cố chèo kéo bằng một cái đuôi gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, chính cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa ấy đã làm nên những khải siêu, phát ma hay những biệt phủ như ở Yên Bái ngày nay. Và những Vinasin, Vinalai trước đây, những quả đấm thép về kinh tế vì định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên nó đã kéo đến sự sụp đổ của nền kinh tế chúng ta. Và chúng ta bỗng chốc trở thành nạn nhân của một nền kinh tế băng hoại, một nền kinh tế bẩn, một nền kinh tế thiếu sự bền vững lâu dài. Thưa anh chị em, một quốc gia, một dân tộc, thay vì xây dựng một xã hội vì con người, vì một Việt Nam trường tồn, thì lại bắt toàn dân, toàn quân, tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản. Một xã hội không vì con người, không vì công ích, mà lại chạy theo một thứ chủ nghĩa, mà nói như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 100 năm nữa, không biết có hay chưa, thì chuyện cả nước sắp xuống hố như hôm nay là điều dễ hiểu. Chuyện đó là điều dễ hiểu đối với chúng ta. Trong thực tế, như một người thầy của chúng tôi đã từng chia sẻ, sau nhiều năm nhồi nhét cho đến nay, lý tưởng cộng sản đã tạo nên lý tưởng của đại bộ phận người dân Việt Nam là một vợ, hai con, nhà ba tầng, xe bốn bánh, đi khắp năm châu và cuối cùng là đi tàu sáu ván. Đó. Lý tưởng của đại đa số người Việt chúng ta hôm nay. Anh chị em thử đấm ngực mà nghĩ xem có đúng thế không? Lý tưởng của đại đa số chúng ta hôm nay là một vợ, bởi vì người ta tuyên truyền như thế. Hai con như thế, nhà ba tầng, xe bốn bánh, được đi khắp năm châu và cuối cùng là đi tàu sáu ván. Chị em có biết đi tàu sáu ván không? À có, chết. À đó là hết cuộc đời con người. Và người ta chấm dứt cuộc đời trong sự bất lực của cái chết. Không có bất cứ một lý tưởng nào, không bất cứ một sự sống nào. Thật bi hài, thưa anh chị em. Nhưng mà nghe như vậy cũng rất xót xa cho một dân tộc với hơn 4.000 năm lịch sử, với truyền thống lá rành đùm lá rách, yêu thương giống nòi. Xót. Không biết anh chị em có xót không? Đau. Có đau không? Một dân tộc có bề dày truyền thống yêu thương, hôm nay cả làng đứng ra nhận trách nhiệm, mình là người giết, người trộm chó. Tương lai sẽ về đâu? Đất nước này sẽ về đâu? Áo đẹp, cơm no sẽ giải quyết được chuyện gì? Lỗi tại ai, thưa anh chị em?
Những ai có lương tri thì đều phải thấy rằng những khủng hoảng xã hội hôm nay bắt đầu từ một chọn lựa sai lầm mang tính lịch sử của cha ông ta một thời. Chúng ta phải dứt khoát như thế. Đây là một sai lầm mang tính lịch sử, là một chọn lựa lịch sử của cha ông chúng ta. Chọn lựa chủ nghĩa xã hội và ý thức hệ vô thần làm nền tảng để xây dựng gia đình và xã hội. Gia đình và xã hội. Thực ra nói rằng tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì lý tưởng cộng sản thì cũng không khác với câu tất cả vì tiền, vì các nhóm lợi ích. Không khác nhau chút nào, thưa anh chị em. Tất cả vì chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa duy vật, và vì thế ngày hôm nay người ta sống vì tiền thì là hậu quả tất yếu của một thứ chủ nghĩa như thế đã đi vào trong tâm thức của con người. Đi vào trong tâm thức của con người. Chủ nghĩa duy vật đã làm lệch lạc mọi giá trị trong cuộc sống con người, khiến người Việt hôm nay lẫn lộn giữa các giá trị, tạo nên một thế giới vàng thau lẫn lộn. Người tốt thì bị cho là phản động, kẻ tham nhũng lừa đảo thì trở thành hạt giống đỏ, nhân tài đất Việt hay những nhà lãnh đạo mang tầm vóc quốc gia. Đau không anh chị em? Có đau không? Nhiều nhà nghiên cứu xã hội hôm nay, sau những nghiên cứu xã hội học, đều đồng ý với nhau rằng cơn khủng hoảng xã hội ngày nay thực ra bắt nguồn từ cực khủng hoảng về ý thức hệ. Chính ý thức hệ cộng sản lầm lạc kết hợp với nền đạo đức truyền thống tạo nên một thứ văn hóa đã là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trong quá khứ, đồng thời từ từ dẫn dân tộc chúng ta đi tới tình trạng xuống cấp hiện nay. Chủ nghĩa duy vật, ý thức hệ vô thần cộng với nền văn hóa truyền thống đề cao tính cách cá nhân đã làm cho đất nước kiệt quệ, nhân tâm con người bị suy đồi. Và chúng ta hôm nay phải đối diện với một tình cảnh thực sự đau lòng. Vậy chúng ta phải làm gì, thưa anh chị em? Câu hỏi này tôi xin được đặt ra cho tất cả mọi người, kể cả những người cộng sản, kể cả những người lãnh đạo quốc gia hôm nay. Bởi vì trách nhiệm xây dựng đất nước không phải của riêng ai. Câu nói một thời đã đưa nhiều người vào tù, hôm nay phải được đặt lại: thay đổi hay là chết. Câu nói ấy bây giờ phải trở thành mệnh lệnh cho lương tri của tất cả mọi người, còn nhận mình là người Việt Nam: thay đổi hay là chết. Đối với chúng ta, thưa anh chị em, những người công giáo, lời Chúa hôm nay cho chúng ta những chỉ dẫn thích đáng. Tin mừng kể rằng khi những người thông luật hỏi Chúa về giới răn nào trọng nhất trong các giới răn, Chúa Giêsu đã đưa họ trở về với những gì căn bản nhất làm nên lề luật của người Do Thái, cũng như tất cả nền pháp lý mà hôm nay chúng ta đang được tiếp cận. Chúa Giêsu nói: người hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn đó, là người hãy yêu kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và các tiên tri đều tóm lại trong hai điều răn đó. Thưa anh chị em, với câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta thấy tình yêu theo quan niệm của Kitô giáo nó không chỉ mang tính cá nhân, chuyện tôi yêu người này, người nọ, mà tình yêu trong quan điểm của đức tin công giáo mang tính cộng đồng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhiều lần nhắc tới một cụm từ khá đặc biệt, đó là cụm từ bác ái chính trị. Đối với Ngài, tình yêu đích thực là tình yêu được xây trên lòng yêu mến của con người dành cho mọi người, trong việc họ được mời gọi dấn thân vào trong các cơ cấu xã hội để làm cho cơ cấu ấy tốt hơn. Và chính là khi làm cho cơ cấu xã hội tốt hơn thì họ đang góp phần canh tân đổi mới cuộc sống, và đó là hành vi bác ái đích thực.
Đức Giáo hoàng Francisco thì lại nói chính trị là hành vi bác ái cao cả nhất, bởi vì khi người ta tham gia vào đời sống xã hội là lúc người ta đang góp phần canh tân môi trường sống, để những ai sống trong môi trường đó thì được hưởng trọn vẹn những ơn phúc lành. Thành ra thưa anh chị em, nếu chúng ta chỉ sống lòng yêu mến như nhiều người vẫn quan niệm, tôi yêu gia đình tôi, thế là đủ rồi, thưa anh chị em, không đủ đâu, và chúng ta vẫn chưa thực hiện cho trọn vẹn lời dạy của Chúa Giêsu: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Thành ra chúng ta có thể nói, thưa anh chị em, yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình là nền tảng căn bản của đời sống Kitô hữu chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 13, ngài đã nói: yêu thương là chu toàn lề luật. Chúng ta không thể canh tân bản thân, gia đình và rộng hơn là xã hội nếu chúng ta không bắt đầu trở về lại với giá trị căn bản nhất, định nghĩa về một con người và là mục đích cho mọi xã hội loài người, đó là trở về với đời sống yêu thương. Thế anh chị em, mọi thể chế phải đưa con người tới công ích, nghĩa là đến lợi ích, nghĩa là hạnh phúc cho mọi người. Đối với mọi gia đình chúng ta cũng vậy, chúng ta phải trở về với giá trị căn bản làm nên nhân tố xây dựng hạnh phúc gia đình, chính là tình yêu thương mà đã từng nối kết chúng ta. Về điều này, mẹ Teresa Calcutta đã từng nói: tình yêu bắt đầu ở nhà, tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều đau khổ và bất hạnh đến như thế. Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn. Và đại loại như thế đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình, cha mẹ có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm. Đó là lời của mẹ Teresa Calcutta. Thì tình yêu được đặt lên hàng đầu, làm tiêu chuẩn cao cả nhất và phổ quát nhất của toàn bộ nền đạo đức xã hội. Đó là những gì giáo huấn xã hội Công giáo đã minh thị cho chúng ta. Tình yêu là giá trị cao nhất trong các giá trị để xây dựng xã hội. 4 giá trị căn bản mà chúng ta phải luôn nằm lòng khi sống đời sống hôn nhân cũng như khi dấn thân trong xã hội. Đó là sự thật, công lý, tự do và tình yêu. Và tình yêu là giá trị cao cả, là giá trị quan trọng nhất để giúp chúng ta xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Về điều này, thưa anh chị em, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Kitô hữu giáo dân số 42 đã viết: đức ái để yêu thương và phục vụ con người không được tách rời khỏi công lý. Cả hai theo cách riêng biệt của mình đòi buộc mọi người phải hoàn toàn công nhận thực sự các quyền lợi của con người. Chúng ta đặt mình trước tình trạng hiện đại của đất nước chúng ta. Không ai trong chúng ta không thấy đất nước chúng ta đang khủng hoảng. Điều đó tất cả chúng ta không ai phủ nhận được. Vậy chúng ta phải làm gì? Những lời của Đức Thánh Cha Francisco tôi nghĩ rằng phải là lời câu thúc mỗi chúng ta. Và lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống yêu thương chính mình, yêu thương gia đình mình, yêu thương những quẻ thuộc về mình. Và khi sống lòng yêu thương, chúng ta hãy diễn tả lòng yêu thương ấy trong sự biết ơn. Có biết ơn cha mẹ, chúng ta mới nên người tốt. Có biết ơn thầy cô, chúng ta mới chăm chỉ học hành. Có biết ơn cha mẹ, chúng ta mới hy sinh cho gia đình. Có biết ơn đất nước này, chúng ta mới yêu quê hương đất nước. Và trên tất cả, có yêu mến Chúa, chúng ta mới thấy hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào người. Vậy hôm nay cầu nguyện cho công lý hòa bình, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện cho công lý hòa bình, chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước này. Cũng phải biết ơn dân tộc này, biết ơn từng người công dân, chứ không phải như người ta vẫn tuyên truyền ơn đảng, ơn chính phủ.
Khi người ta cho mình là mò là nguồn ban ơn, người ta sẽ ngồi trên đầu người khác như chúng ta thấy hiện nay. Xin cho họ biết khiêm nhường, và xin cho chúng ta nữa cũng biết yêu quê hương, yêu mảnh đất này, để chúng ta cùng chung tay xây dựng một xã hội Việt Nam thịnh vượng, công bình, để con cháu chúng ta không thể nói cha ông mình đã để lại cho chúng ta một quê hương đã bị tổn thương, bị băng hoại do những chọn lựa sai lầm của chúng ta hôm nay. Amen.